Để mở đầu cho video, nhân dịp Tết đến xuân về, ekip của Cảm xin kính chúc toàn thể anh em gần xa một năm mới an khang thịnh vượng, gặp nhiều bình an, may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống. Nếu như tính theo lịch vạn niên, 2023 là năm Quý Mão hay năm con mèo, một con vật vừa nhỏ nhắn vừa đáng yêu và được xem như linh vật của sự tài lộc, thành công. Vậy anh em có biết những chú mèo còn có sự liên quan mật thiết về bóng đá theo một cách vô cùng thú vị hay không? Hãy để Cảm sâu bật mí trong video hôm nay về top 10 chú mèo nổi tiếng trong thế giới bóng đá. Mèo trong nhà Kevin De Bruyne. Khi cập bến Man City vào năm 2015 với giá 54 triệu bảng, ngôi sao của Man City cùng với cô bạn gái Michelle Lacroix, giờ đó là vợ của anh, đã đến một cửa hàng thú cưng mua một chú mèo. Kể từ đó, gia đình của De Bruyne có thêm một thành viên đặc biệt. Vợ chồng De Bruyne rất cưng mèo. Đây là giống mèo Anh lông ngắn. Họ rất kín tiếng khi được phóng viên hỏi thăm về chú mèo này. Người hâm mộ chỉ có thể ngắm nhìn chú mèo thông qua kênh mạng xã hội của De Bruyne khi hai vợ chồng rất chăm chỉ chia sẻ những hình ảnh chăm sóc thú cưng lên trang cá nhân. Mèo hoang chiếm sân cỏ, cầu thủ ngừng đá để ăn chuối. Một con mèo hoang hiên ngang xuất hiện trên sân khi trận đấu giữa hai đội Ankara Kecio Granguju và Giresunspor của Thổ Nhĩ Kỳ đang diễn ra trong hiệp 2. Vị khách lạ mặt này có vẻ không quá sợ sệt và cũng chẳng hề quan tâm đến việc mình đang làm gián đoạn một trận bóng. Trong khi đợi các nhân viên an ninh làm việc với chú mèo, trận đấu cũng đã diễn ra một hình ảnh lạ mắt. Các cầu thủ tạm dừng thi đấu để ăn chuối và chà là. Nguyên nhân là vì hiện đang là tháng Ramadan, tháng nhịn ăn của người Hồi giáo. Các cầu thủ phải nhịn ăn trước lúc mặt trời lặn. Khi chú mèo hoang bước ra sân, cũng là lúc mặt trời đã lặn. Nhân cơ hội này, các cầu thủ đã ăn chuối và chà là để tiếp sức. Trận đấu đã được tiếp tục sau khi các cầu thủ đã ăn xong. Còn về phần mình, chú mèo đặc biệt cũng đã rời sân sau vài phút làm ngôi sao bất đắc dĩ. Chú mèo đen nhưng vẫn đỏ cho Messi. Ngay khi trọng tài chính Fernando Teixeira nói hồi câu kết thúc trận đấu giữa Barcelona và Elche trong khuôn khổ vòng mở màn La Liga 24-25, một chú mèo đen bất ngờ xuất hiện trên sân. Sự cố hy hữu buộc trận đấu phải tạm hoãn ít phút để các nhân viên an ninh của sân Camp Nou áp giải vị khách không mời này. Theo quan niệm của rất nhiều người, hình ảnh mèo đen thường gắn liền với điểm xui xẻo. Nhưng với các cô lê, nó được xem là vẫn đỏ. Sau những pha ép sân liên tục, cuối cùng Barcelona cũng khai thông bế tắc với pha lập công tuyệt đẹp của Messi. Ngay cả khi chỉ còn chờ với 10 người sau khi Mascherano bị rút quyền thi đấu, nhưng một phút sau đó, Barcelona vẫn kết thúc trận đấu bằng một chiến thắng giòn giả. Messi tiếp tục chủ nghề thăng hoa bằng pha lập công đẳng cấp ở phút 63. Chú mèo gây náo loạn sân Anfield. Nhắc đến những chú mèo thích chiếm spotlight trong các trận đấu thì không thể thiếu chú mèo từng gây náo loạn sân Anfield. Trong trận đấu vòng 24 giữa Liverpool và Tottenham Hotspur, sự xuất hiện bất ngờ của một chú mèo đen trên sân đã khiến cầu thủ và 44.000 khán giả có 10 phút thư giãn. Khi Liverpool đang chơi vào form với những pha tấn công dồn dập về phía khung thành của Brad Friedel, thì tinh thần hưng phấn của cầu thủ đội nhà bỗng hiển nhiên tiêu tan sau khi xuất hiện một vị khách không mời tràn xuống sân. Một chú mèo tam thể đã làm gián đoạn trận đấu bằng việc lưỡi một vòng phần sân của Tottenham. Không những vậy, vị khách lạ này còn náo loạn trước khung thành của Spurs một vài phút, sau đó rời khỏi Anfield trước khi được một nhân viên an ninh hộ tống vào hậu trường. Chú mèo tam thể này đã giúp 44.000 khán giả có mặt trên sân cảm thấy rất thú vị, trong đó có cả huấn luyện viên đội tuyển Anh Fabio Capello đến dự khán. Chứng kiến màn vũ đạo của vị khách đặc biệt này, huấn luyện viên Kenny Dalglish đã không thể nhịn cười. Tuy nhiên, không biết có phải chú mèo tam thể này mang đến vận đen cho Liverpool hay không. Nhưng trong suốt 90 phút, dù tạo được nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng các chân sút đội chủ nhà đã không thể đưa bóng vào lưới của Brad Friedel. Chú mèo Bengal bị Kurt Zouma bạo hành. Chuyện là đầu năm 2022, Kurt Zouma bị anh trai ghi lại cảnh đá và tát vào một chú mèo, sau đó còn dùng đồ vật ném vào nó. Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội và tạo nên một làn sóng phẫn nộ, thậm chí trên trang change.org. Một cuộc trưng cầu ý kiến với tiêu đề Kurt Zouma có nên bị truy tố vì hành động ngược đãi động vật. Trước làn sóng phản ứng từ công chúng, West Ham đã phải phạt cầu thủ của mình số tiền bằng 2 tuần lương, 250.000 bảng, và tuyên bố sẽ trao số tiền này cho các quỹ từ thiện bảo vệ động vật. Adidas, hãng tài trợ giày thi đấu cho Kurt Zouma, cũng tuyên bố cắt hợp đồng và khẳng định
Zuma không còn là vận động viên, thể hiện hình ảnh thương hiệu của hãng. Nhà tài trợ chính của West Ham, hãng bảo hiểm Vitality, cho biết sẽ tạm dừng việc đồng hành cùng với câu lạc bộ, trong khi hai đối tác khác là Experience Kissimmee và UF cũng xem xét lại việc để có hành động cuối cùng. Thậm chí đến hiện tại, cứ mỗi lần Zuma chạm bóng, vẫn còn những tiếng la ó từ khán đài để ôn lại hành vi của hậu vệ 29 tuổi. Chú mèo Arshin khiếm thính và biệt tài dự đoán World Cup Euro. Tại World Cup 2018, có một chú mèo tên là Arshin, nổi tiếng với tài tiên tri kết quả các trận đấu. Chú mèo này có lông trắng, mắt xanh, bắt đầu sự nghiệp tiên tri từ FIFA Conference Cup 2017. Năm đó, Arshin đã dự đoán chính xác tất cả kết quả các trận đấu. Các nhân viên bảo tàng cho Arshin vì khả năng phân tích và hành vi bất thường của nó. Ngoài ra, Arshin còn bị điếc bẩm sinh nên không cảm thấy căng thẳng khi xuất hiện trước đông người. Để chuẩn bị cho World Cup 2018, Arshin đã phải trải qua quá trình rèn luyện thể chất nghiêm ngặt, bao gồm những bài tập chạy trên máy để giảm cân và tăng cường tham gia các sự kiện công cộng để giao lưu và làm quen với đám đông. Theo TASS, chú mèo tiên tri ở bảo tàng St. Petersburg của Nga đã dự đoán đúng kết quả hai trận đấu Ý và Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Bỉ. Mèo dự họp báo cùng với Brazil. Nhưng không phải chú mèo nào cũng mang lại may mắn khi xuất hiện trong các sự kiện bóng đá. Ngày 7 tháng 12 năm 2022, Vinicius Junior tham gia buổi họp báo của đội tuyển Brazil tại sân vận động Al Arabi, Doha, trước trận tứ kết World Cup 2022 gặp Croatia. Trong lúc cùng với nhân viên phụ trách báo chí của đội tuyển trả lời các câu hỏi, một con mèo bất ngờ nhảy lên bàn và thản nhiên nằm xuống, khi mọi người trong phòng họp báo bật cười. Sau một vài động tác vuốt ve, nhân viên phụ trách báo chí của tuyển Brazil đã quyết định nhấc con mèo bằng cả hai tay và thả nó xuống sàn. Động tác có phần thiếu nhẹ nhàng này khiến các phóng viên ồ lên và châm ngòi tranh cãi trên mạng xã hội. Có vẻ như màn đấu đại không được lịch sử với hoàng thượng đã khiến cho Brazil không có được sự may mắn và Seleção đã bị Croatia tiến về nước sau đó. Sao tuyển Anh mang mèo hoang từ Qatar về nhà. Nhưng không phải chú mèo nào ở World Cup 2022 cũng bị đối xử tệ như vậy. Hai hậu vệ Kyle Walker và John Stones đã kết bạn với một con mèo hoang tại khách sạn ở thành phố Al-Wakra, nơi mà họ đóng quân trong thời gian tham dự World Cup. John Stones đặt tên cho con mèo này là Dev, trong khi Walker hứa sẽ đưa Dev về Anh nếu như họ vô địch. Hành trình tại World Cup của đội tuyển Anh kết thúc vào ngày 10 tháng 12 khi họ nhận thất bại trước Pháp ở tứ kết. Như vậy, hai hậu vệ này vẫn quyết định thực hiện lời hứa. Dev vào ngày 11 tháng 12 đã được chuyển đến một phòng khám thú y địa phương để xét nghiệm, tiêm chủng và triệt sản. Giờ thì chú đã nằm trong vòng tay của những người chủ sở hữu cực kỳ nổi tiếng và giàu có. Chú mèo tên Neuer bắt bóng siêu sao người Đức. Tờ Marca đã đăng tải một đoạn video về những màn phán xạ bắt bóng siêu đẳng của chú mèo mang tên Neuer gây sốt trên mạng xã hội. Chú mèo Neuer do YouTuber Chris Thiessen nuôi và anh đã quay lại những khoảnh khắc phán xạ tuyệt vời của chú mèo này. Trong đó, Chris đã cố gắng tung ra nhiều cú dứt điểm bằng quả banh nhựa tí hon và không thể nào làm tung lưới của chú mèo Neuer. Được biết, chú mèo Neuer được đặt theo tên của thủ thành người Đức. Tại nước Đức, rất nhiều người hâm mộ cùng lấy tên Manuel Neuer để đặt cho thú cưng của họ. Chú mèo biết nói tiếng người của bộ bóng đá. Cuối cùng, chú mèo trong danh sách hôm nay là chú mèo đặc biệt nhất. Trên các trang mạng xã hội Instagram xuất hiện đoạn video cho thấy một fan bóng đá đang mừng vui vì chiến thắng cùng với chú mèo của mình. Trong clip, chú mèo mặc áo thể thao khi chủ nhân thét lên bằng tiếng Anh "Go!" thì chú mèo đáng yêu này cũng bắt chước chủ nhân của mình hét lên một tiếng rất gần với tiếng Việt là "Vào!". Hiện tại video đang có hàng ngàn lượt xem và chia sẻ trên khắp các trang mạng xã hội. Đó là 10 chú mèo nổi tiếng trong thế giới bóng đá. Như anh em cũng có thể thấy, mèo là một con vật gần gũi và hết sức đáng yêu, nên dù cho những cầu thủ có căng thẳng đến mấy cũng phải tan chảy và mềm lòng trước hoàng thượng. Video đến đây cũng đã hết rồi. Một lần nữa, thay mặt ekip, chúc anh em một năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc và luôn bình an.